Chào cô chú anh chị ơi, bữa nay em mới về được con 3T68 sát nhỏ ơi. Đây, 3T68. Con này đời tem chìm ơi. Con này 15 ngựa nghe cô chú anh chị. Màu này là màu xám đen. Về còn đầy đủ đồ nha. Trộn sạc, quạt rồi đầy đủ ơi. Bô luôn. Này chụp bánh chén cho bảo vệ chứ không sao. Có nền nữa, nhưng mà nãy em gỡ nền nè, nền sắt của nó em gắn cái nền này là chút xíu đề cho dễ, nó không lật tới luôn em. Mấy con ốc nền nè, 7 màu nữa. Máy còn khá đẹp nha cô chú anh chị, màu này là màu xám đen. Hơi tối thì bên trong mà cam trước nó còn trắng tươi. Đây mấy ốc bô nè, hai con đầu này còn 7 màu luôn. Rồi để em để test máy cho cô chú anh chị coi nha. Mua thì liên hệ luôn ha, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em nha, 0945 20 2041. Zalo em xài số điện thoại đó luôn nha cô chú anh chị. Địa chỉ của em là ở ấp Tân Thành Lập, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Bên em có bán vỏ vui luôn nha cô chú anh chị, ship được các tỉnh luôn ha. Khu vực Đầm Dơi thì em có ship giao tới nhà luôn. Nếu mà gần thì không cộng tiền phí vận chuyển vô, xa thì cộng tiền phí vận chuyển xăng dầu vô thêm. Rồi cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã tin tưởng kênh của em trong thời gian qua luôn nha.